Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi cử tri, bao gồm ở cả những vùng sáp nhập từ Ukraine, đoàn kết trong việc xác định tương lai của nước Nga bằng cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong bài phát biểu phát sóng ở vùng Viễn Đông của Nga và được các hãng thông tấn quốc gia đưa tin, ông Putin cho biết: "Điều quan trọng là phải nhấn mạnh sự gắn kết, quyết tâm của chúng ta" và cùng nhau tiến về phía trước. Mỗi phiếu bầu mà bạn quyết định đều có giá trị và có ý nghĩa. Do đó, tôi yêu cầu các bạn hãy thực hiện quyền bầu cử của mình. Đề cập đến các cư dân khu vực Donbass ở miền đông Ukraine và Novorossiysk, một thuật ngữ để chỉ các vùng ở miền nam Ukraine đã sáp nhập vào Nga, ông Putin cho rằng họ đã bỏ phiếu chọn sáp nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2022 và họ sẽ lại đưa ra lựa chọn tiếp theo. Ông Putin cho biết tất cả các cử tri đều mong muốn chứng kiến một nước Nga tự do, mạnh mẽ và thịnh vượng để nâng mức sống cũng như chất lượng sống. Và đây là cách để họ góp phần hiện thực hóa mong muốn đó. Mỗi hành động bỏ phiếu theo nhà lãnh đạo Nga đều là minh chứng cho lòng yêu nước. Trong diễn biến khác liên quan, tình báo Nga cho rằng Mỹ lên kế hoạch can thiệp vào bầu cử tổng thống Nga, nhắm mục tiêu các hệ thống bỏ phiếu điện tử, gây cản trở hoạt động kiểm phiếu của cử tri. Theo văn phòng báo chí của cơ quan tình báo đối ngoại Nga, SVR, với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu, Mỹ có kế hoạch tấn công mạng hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa khiến việc kiểm đếm một lượng lớn phiếu bầu không thể thực hiện. Theo SVR, những lời kêu gọi công dân Nga phớt lờ cuộc bầu cử đang được lan truyền thông qua các tài khoản mạng xã hội của phe đối lập Nga. Theo yêu cầu của Washington, SVR cho biết âm mưu kiểu Mỹ không quá phức tạp. Theo tính toán của Washington, việc tỷ lệ cử tri đi bầu giảm sẽ khiến phương Tây có lý do để bày tỏ hoài nghi kết quả bầu cử ở Nga. Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Đây là cuộc bầu cử tổng thống kéo dài 3 ngày đầu tiên của Nga dựa trên kết quả nhiều cuộc thăm dò ý kiến người dân, Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga, VTSIOM, dự đoán rằng Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số cách biệt lớn. Trung tâm Kháng chiến Ukraine, NCR, tuyên bố các chuyên gia tác chiến mạng của họ phát hiện tài liệu chi tiết về những vấn đề Nga đối mặt trong chế tạo tên lửa. NCR tuyên bố, Nga không thể tự lực sản xuất tên lửa hiện đại do công nghệ lạc hậu. Các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang tìm kiếm nguồn cung mới, đơn đặt hàng tên lửa của quân đội Nga lần đầu bị trì hoãn 4 đến 6 tháng kể từ năm 2022. Trong số tài liệu mà NCR thu thập được, có văn bản từ Trung tâm Công nghệ đặc biệt ở Saint Petersburg và nhà máy Dubna ở tỉnh Moscow, nơi chế tạo tên lửa mà Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine. NCR cho biết số tài liệu nói trên là kết quả của chiến dịch tác chiến trên không gian mạng trong hơn một năm. Cơ quan này công bố tài liệu mà theo họ đề cập chi tiết về tên lửa siêu âm KH-32. Các sửa đổi của mẫu vũ khí này và tên các công ty trung gian mua linh kiện để chế tạo chúng. James Black, trợ lý giám đốc chi nhánh châu Âu của hãng phân tích R&D, nhận định vũ khí siêu vật âm tới nay không tạo ra bất cứ tác động lớn nào, chưa bản tới tác động mang tính quyết định trong xung đột nga ukraine được biết, đây không phải là lần đầu tiên Ukraine và phương Tây nói rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc sản xuất vũ khí, phục vụ nhu cầu cho tiền tuyến. Nga đã nhiều lần bác bỏ các thông tin này, và trên thực tế họ vẫn tiến hành các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn trong hơn 2 năm qua, vào mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố nước này sẽ không bao giờ cạn kiệt tên lửa hành trình Caliber. Giới chức Nga cũng hối thúc các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng để nhanh tốc độ sản xuất để cung cấp trang thiết bị cho quân đội nhanh nhất có thể. Năm ngoái, nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Nga, Rostec, tuyên bố nước này đã tăng cường sản xuất gấp hơn 10 lần một số loại vũ khí để cung cấp cho quân đội sử dụng ở Ukraine. Trong đó có tên lửa, máy bay không người lái, phương tiện chiến đấu và pháo, trong thời gian qua nga nhiều lần tuyên bố đã tăng cường sản xuất vũ khí với năng suất tăng gấp nhiều lần đảm bảo ưu thế áp đảo của nga với tư cách là một cường quốc quân sự tuy nhiên một số quan chức và nhà phân tích phương tây cho rằng số liệu sản xuất quân sự của nga không phản ánh đúng thực tế và chỉ nêu ra những thách thức mà moscow đang phải đối mặt như thiếu lao động họ nói thêm rằng việc nga tăng cường sản xuất vũ khí có thể sẽ không bền vững vì làm hao mòn nguồn lực của nền kinh tế và sự sụt giảm số lượng vũ khí có thể khiến Moscow phải tìm đến vũ khí từ các đối tác như Iran, Trung Quốc. Oscar Johnson, nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho biết, Nga đã thành công trong việc tăng cường sản xuất trong nhiều lĩnh vực quốc phòng, nhưng tôi không biết Nga sẽ duy trì tốc độ đó trong bao lâu. Trong khi đó, kể từ khi Nga triển khai quân sự ở Ukraine, Mỹ và châu Âu đã áp đặt một lệnh trừng phạt nhằm gây khó khăn cho ngành công nghiệp vũ khí của Nga. Đáp lại, Nga đã nhanh chóng tăng cường nguồn lực vào ngành công nghiệp vũ khí, Năm 2013, Nga dành 21% tổng chi tiêu liên bang vào lĩnh vực quốc phòng, tăng từ mức gần 14% năm 2020. Ngân sách liên bang năm 2024 của Nga yêu cầu tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng trong năm nay thậm chí còn lớn hơn, ở mức 29%. Nga cũng nhanh chóng thích ứng với các lệnh trừng phạt bằng cách tìm nguồn cung ứng các linh kiện như vi mạch và thiết bị viễn thông của phương Tây mà Moscow không thể mua trực tiếp qua các nước khác. Các nhà hoạch định chiến lược phương Tây cũng bất ngờ trước năng lực sản xuất vũ khí của Nga. Những khoản đầu tư lớn vào quốc phòng ở Nga khiến các quan chức phương Tây lo ngại, cho rằng NATO đã đánh giá thấp năng lực duy trì quân sự dài hạn của Moscow. Bộ Quốc phòng Estonia cho biết Ukraine cần 120 tỷ euro viện trợ quân sự mỗi năm để có cơ hội giành chiến thắng trước Nga. Hãng tin RBC Ukraine dẫn lời Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Estonia Gusti Sam cho rằng, với số tiền 120 tỷ euro, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần bắt đầu thực hiện các khoản vay có mục tiêu trên thị trường tài chính. Theo ông Sam, số tiền trên chỉ bằng hơn 10% tổng ngân sách quân sự của tất cả các nước NATO trong năm 2023 và bằng 0,25% tổng thu nhập quốc nội GDP của các quốc gia phương Tây đầu tư vào viện trợ quân sự. Theo ước tính chính thức của NATO, tổng ngân sách quân sự của tất cả các quốc gia trong liên minh này trong năm 2023 lên tới 1,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 1,2 nghìn tỷ euro, nhấn mạnh việc phân bổ 120 tỷ euro mỗi năm cho viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ là một con số nhỏ, đủ để Kiev giành chiến thắng trong xung đột. Ông Sam cho rằng với số tiền đó, đến năm 2025, Ukraine sẽ có thể áp đặt mức tiêu hao đối với Nga. Vị quan chức quốc phòng Estonia gợi ý, một phần số tiền trên có thể được tài trợ từ Eurobonds, trái phiếu châu Âu, nơi Ủy ban châu Âu EC có thể huy động vốn từ các thị trường tài chính và sử dụng nhóm gồm 27 quốc gia thành viên này như một sự bảo đảm. Tuy nhiên, số tiền này chỉ được cung cấp dưới hình thức viện trợ quân sự, không bao gồm viện trợ nhân đạo, ngân sách, hỗ trợ kỹ thuật và thậm chí là các chi phí huấn luyện nhân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó, người đứng đầu chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell cho biết trong hơn 2 năm xung đột vừa qua, các quốc gia EU đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng 88 tỷ euro viện trợ. Số tiền này bao gồm mọi chi phí cho Ukraine, kể cả tiền tại các quốc gia EU chi cho người tị nạn Ukraine. Hiện nay, mọi thách thức ngày càng tăng đối với Ukraine, việc giảm sự ủng hộ của công chúng phương Tây đối với việc viện trợ quân sự. Trong một cuộc thăm dò của Gallup hồi tháng 11 năm 2023, 41% số người được hỏi ở Mỹ nói rằng nước này đang làm quá nhiều để hỗ trợ Ukraine. Ý kiến này đã tăng lên 62% trong số các cử tri đảng Cộng Hòa. Trở lại tháng 8 năm 2022, những con số này lần lượt là 24 và 43%. Xu hướng trên cũng được thể hiện rõ trong các cuộc thăm dò khác. Trong khi vẫn còn sự ủng hộ mạnh mẽ trong EU về việc cung cấp cứu trợ nhân đạo cho Ukraine, thì các cuộc khảo sát cho thấy việc ủng hộ hỗ trợ quân sự cho Kiev đã suy giảm chính phủ ukraine cho rằng các vấn đề của quân đội nước này có thể được giải quyết với nhiều phương tiện và đạn dược hơn từ phương tây chắc chắn việc tăng cường những nhân tố trên sẽ cải thiện vị thế của ukraine tuy nhiên viện trợ của phương tây không phải thuốc chữa bách bệnh giải quyết tất cả vấn đề của kiev những báo cáo gần đây cho thấy các lực lượng của nga đã phá hủy một số xe tăng abrams mà mỹ cung cấp cho ukraine trên mặt trận adipka điều đó cho thấy các vũ khí phương tây không phải là những phương tiện không thể hư hại. Các nước NATO cam kết sẽ tiếp tục viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, mặc dù gói hỗ trợ của Mỹ vẫn bế tắc tại quốc hội. Vụ bê bối gần đây ở Đức liên quan đến khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine nhấn mạnh rằng khả năng phương Tây tăng cường hơn nữa các cam kết với Ukraine không phải là điều chắc chắn. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik khi đến thăm sở chỉ huy hiệp đồng binh chủng không hải lục quân Tango và bộ tư lệnh lục quân tác chiến đặc biệt đã nêu các mục tiêu mà quân đội nước này cần hủy diệt chấp nhoáng trong kịch bản xung đột xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng xin phát biểu trong chuyến thăm cơ quan này đặt tại Incheon, cách thủ đô Seoul khoảng 56 km về phía đông nam rằng nếu ông Kim Jong Un quyết định khởi đầu chiến tranh, bộ tư lệnh lục quân tác chiến đặc biệt cần trở thành đơn vị đặc nhiệm mạnh nhất thế giới hủy diệt chấp nhoáng đầu não của đối phương. Ông nói lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hàn Quốc là thành tố then chốt của trừng phạt và đáp trả quy mô lớn, KMPR, tên gọi cho kế hoạch phản công trong trường hợp xung đột vũ trang toàn diện nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Trước khi đến thăm Bộ Tư lệnh Lực quân tác chiến đặc biệt, ông Shin won sik còn kiểm tra sở chỉ huy Tango ở sang nam, phía nam Seoul, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Freedom Shield. Ông Shin nói, trong đợt diễn tập lần này, Hàn Quốc cần làm chủ hoàn toàn những hệ thống tác chiến sẽ cho phép chúng ta vô hiệu hóa chấp nhoáng mạng lưới tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Chúng ta đồng thời cần củng cố năng lực tác chiến đạt cấp độ mới, đủ sức áp đảo đối phương trên mọi phương diện. Trước đó, hãng thông tấn KCNA đưa tin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc tập trận pháo binh của quân đội Triều Tiên. Theo KCNA, cuộc tập trận diễn ra với sự tham gia của các đơn vị tiền tuyến nhằm mục đích nâng cao tư thế sẵn sàng chiến đấu và khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng pháo binh Triều Tiên. KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un nói, cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác chuẩn bị cho việc huy động chiến đấu thường xuyên để tất cả đơn vị pháo binh có thể chủ động tấn công nhanh chóng và tàn khốc vào thời điểm họ bước vào một cuộc giao tranh thực sự. Ông Kim Jong Un đã giám sát cuộc tập trận quân sự của quân đội Triều Tiên trong hai ngày liên tiếp. Ông cũng kêu gọi tăng cường các cuộc tập trận thực tế trong chuyến thăm một căn cứ huấn luyện quân sự ở khu vực phía tây Triều Tiên trước đó. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật của Triều Tiên hướng tới Hoàng Hải diễn ra tại khu vực xung quanh thành phố cảng Nam Phô, phía tây Triều Tiên, với sự tham gia của hàng chục bệ phóng tên lửa đa nòng và pháo tự hành, kéo dài từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cảnh báo rằng nước này sẽ trả đũa dữ dội nếu Triều Tiên thực hiện hành động thách thức.